khi chúng ta bắt đầu bước vào tự tay làm bánh tét, chúng ta sẽ gặp gỡ một nghệ nhân chuyên làm bánh tét. Chuyên làm bánh tét có truyền thống rất là lâu đời rồi. Và nghệ nhân này đến từ cơ sở nấu bánh tét Cô Tư Hường, nổi tiếng nhất ở miền Tây. Bây giờ mình lên mình gọi. Ngày 12 tháng 1 2019, những người tham dự chuyến đi về miền Tây ăn Tết Kỳ Hợi sớm với chủ đề Tết đậm dấu ấn do công ty điện tử Samsung Vina tổ chức dành cho giới truyền thông báo chí đã được học gói bánh tét cùng cô Tư Hường, An Giang, bởi vì cô rất bận rồi. Có ngày hôm nay kinh nghiệm bánh tét, sự kiện này mời cô phải đường xa xa xôi ở khu vực An Giang lên đây để mà giao lưu với nhà mình. Xin một tràng tay thật lớn dành cho nghệ nhân Võ Thị Kim Loan. Và trước khi chúng ta mình tìm hiểu về công đoạn nấu bánh tét, chúng ta sẽ giao lưu với lại cô Kim Loan một xíu nha mình nha. Cô Kim Loan ơi, trước khi là cô hướng dẫn cho mọi người cách nấu bánh tét, con muốn hỏi cô một xíu. Thứ nhất là không biết là cô Loan đã cái nghề này, cô Loan nấu bánh tét rồi nè, thì đối với cô gia đình cô Loan á, thì gia đình cô Loan cũng như cô Loan là đã theo nghề này được bao nhiêu năm rồi ạ? 20 năm nấu bánh tét, vỗ tay cho truyền thống 20 năm nhà mình. Dạ, ở đây có ai 20 năm làm Samsung không? Dạ đây em coi thử. Chưa ai luôn. Dạ, em bước 20 năm là mình thành nghệ nhân của Samsung đó nha. Rồi, dạ cô, nhưng mà cho anh hỏi lúc mà mình mới bắt đầu làm thì có khó khăn gì không cô Lan ha? Có gặp khó khăn gì không ạ? Lúc mới á. Mới bắt đầu á, mình làm thì khó khăn là qua cái chế biến lên nguyên liệu á con. Là cũng như là khâu mình phải lựa nếp. Nếp là phải cho nó ngon, nó dẻo, thơm lại với đậu. Rồi khi mình muốn làm cho bánh tét của mình nó ngon á thì qua cái khâu chế biến. Dạ. Cô, nhưng mà con hỏi xíu, nhưng mà ý là lúc mà mới làm á cô, lúc đó cô chưa có nổi tiếng, tại vì lúc đó là cái thương hiệu bánh tét cô Tư Hường là chưa nổi tiếng. Dạ. Thì khách lúc đó có biết tới đâu đúng không cô? Dạ. Thì làm sao mà bây giờ lại nổi tiếng được như vậy cô? À. Cô có trả tiền quảng cáo rồi gì không cô, hay là sao cô? Tại như là cô cũng như cô nấu là như đám tiệc hay là cũng như thì cô thường thường á là cô nấu chùa chiền ta mời cô và cô đi nấu những lễ lọc đồ là cô gói bánh để mà để lễ khách rồi đó, thành ra người ta rất là thích ưa chuộng bánh của cô. Tức là cô cũng có đi nấu ở chùa chiền. Dạ. Ủa cô chùa cũng ăn cái bánh tét này hay cô? Hay là chay? Chay không thử đâu, chùa ăn này. Dạ. Dạ. con lồ. Dạ. Cô, con hỏi một xíu, bí quyết mà để có một cái đòn bánh tét ngon nhất là quan trọng nhất là ở khâu nào cô? Tức là mình có nhiều khâu đó, cũng như tìm nguyên liệu nè, chuẩn bị cái này cái kia, là đốt củi này kia, thì cái khâu nào là quan trọng nhất để đòn bánh tét mình nó ngon nhất cô ha? Trước khi đó là cô lựa nếp xong, cô về á là cô chỉ vuốt sạch thôi. Rồi qua cái chế biến là nước cốt dừa, là cô xào cái nước cốt dừa là cô thắng ra là đường với muối, xong rồi cô mới đem bánh tét lên cô bỏ vô cô xào đó, xào xong là nó ra thành như vậy đó, là cái nhân nếp. Rồi giờ đậu cô cũng xào bằng nước cốt dừa luôn, là y như vậy, là nhân bánh tét của mình để như vậy là ăn là lâu ngày nó không có bị thiêu mà nó rất là thơm ngon. Như vậy tức là theo những lời cô chia sẻ thì cái quan trọng ở chỗ là cái đó là cái nước cốt dừa để làm cái nếp, để xào cái nếp và cái đậu xanh. Dạ. Nó sẽ thứ nhất là làm cho bánh nó thơm hơn, nó ngon hơn mà nó để lâu ngày nó không bị thiêu. Dạ. Dạ, để được năm không cô? Không, không tại biết không được năm thì chắc tháng cô hả? Dạ không, để được thường là khoảng bao lâu cô ha? Trong vòng tuần lễ trở lại. Trong vòng một tuần lễ trở lại nhà mình nha. Dạ, nên nhà mình có làm người 2 cái đó, ví dụ nhà 5 người làm 10 cái ráng ăn trước một tuần giùm em. Dạ, đừng để sau một tuần các chị tự chịu trách nhiệm. Ok chưa? Và thêm một câu hỏi nữa cô ạ, nhanh gọn thôi cô nha. Nhưng mà tại vì cô biết rồi đó, ở đây nè mấy anh chị Samsung nè, cô thấy không, toàn là dân đi làm ăn xa, lâu lâu mới về đây thăm gia đình, mới gia đình mới tụ họp lại nấu bánh tét. Đây toàn là dân công nghệ không à, đâu có biết bánh tét là gì đâu, đúng không ạ? Nên là trước giờ lần đầu tiên có bánh tét, là trước giờ toàn đi mua không à, đúng không anh chị? Ăn thầy bánh tét là ra siêu thị mua không à? Vậy nhưng mà cô, nếu như mà ra ngoài lựa bánh tét á, đi mua á, thì nếu như mà muốn, mà cô chỉ giùm con cho mấy anh chị là muốn mua rồi bánh tét mà nó ngon, không bị thiêu, không bị người ta dùng hóa chất, thì mình lựa làm sao cô? Tức là cách nào để mình lựa, ví dụ ra siêu thị mình mua á, làm sao để mua được bánh tét ngon hả cô? Siêu thị thì nó có danh hiệu, nhưng mà đòn bánh tét ngon thì con nhìn cái mẫu mã người ta gói là rất là khéo léo,
Thứ nữa là như con gờ cái đòn bánh tét á là nó như nó mềm nó dẻo á. Dạ, bởi vì nó nằm ở trong đó thì bóp thử. Dạ, nó mềm nó dẻo là nó mềm nó dẻo là ok con ha. Dạ. Có cần mở ra coi không con? Nếu mở ra coi còn tốt nữa. Mở ra coi là tính tiền luôn. Dạ. Mở ra coi cái nào là mua cái đó luôn á. Dạ. Vâng thưa quý vị, và bây giờ thì cô sẽ là người hướng dẫn cho chúng ta cách các bước để chúng ta làm nên một đòn bánh tét. Và trong quá trình nhà mình ơi, nhà mình cứ từ từ, em lưu ý nhà mình, tại vì chúng ta mình chuẩn bị thôi, nhưng mà chúng ta phải nghe và chúng ta phải làm theo như cô từng bước thì chúng ta mới biết được cách làm đòn bánh đầu tiên. Mỗi người làm hai đòn, bây giờ đòn đầu tiên nè, chúng ta mỗi người tự làm đòn đầu tiên của mình đi, đem bao tay sẵn đi, và chúng ta phải lắng nghe nha, chúng ta giữ im lặng, chúng ta mình lắng nghe cách cô chia sẻ. Dạ, con mời cô ạ. Đây là cái này là hai miếng lá nằm ở dưới như để xuống gì. Đây là cái này là mặt dứng. Đây là mặt dứng. Đây là một cái tàu lá này giữa. Ở giữa nhưng mà mình phải để cái mặt sống xanh này nó nằm trên. Con tạm ngưng một xíu. Rồi nhà mình đã nắm chưa? Đúng rồi. Coi là cái đó úp lại. Rồi con tạm thời. Dạ. Dạ anh dơ nó lên cho mọi người coi giùm em được không ạ? Anh dơ cao lên mọi người coi. Cô dơ lên giùm con. Dạ đó, đúng rồi. Đây. Đây mình nhìn thấy chưa ạ? Công đoạn đầu tiên xếp lá như thế này. Rồi. Con cảm ơn cô, chúng ta bước vào công đoạn thứ hai ạ. Rồi, thứ hai là nếp. Nếp và chúng ta vừa lòng chuẩn bị nếp nhà mình ơi, chuẩn bị nếp ạ. Dạ cô ơi, nếp như vậy thì mình phải bỏ bao nhiêu làm một đòn bánh cô? Mình bỏ bao nhiêu đổ vô đó cô? 350 gram nếp là ước lượng đi. Ngang một cái chén. Dạ. Dạ nhà mình ơi, như vậy sau khi mình xếp lá như hồi nãy rồi, chúng ta sẽ đặt xuống và chúng ta sẽ đổ nếp lên. Cái chén này chén lớn hay chén nhỏ cô ơi? Chén lớn rồi. Dạ mình ơi, chén lớn anh ơi. Dạ, anh bên này là lộn chén đó nha. À chúng ta mình, một nhà sẽ là một cái chén đầy mà ngang á, cắt ngang ra. Là một chén ngang nha. Một chén nếp á, đổ nếp với nhà mình. Đổ nếp vô, một chén. Đúng rồi, như chị đang làm đó. Cái chén đó mình cắt ngang cái. Phân nếp lấy cái tay nè, mang bao tay nè. Nè, đó, rồi đó, mình đè ra cho nó vuông. Nó vuông thì đòn bánh mình nó sẽ vuông nè. À, mình khi mình đổ chén nếp vào giữa cái lòng lá bánh rồi, chúng ta bắt đầu là mình đè nó ra, dùng hai tay nhớ mang bao tay anh chị nha. Cái quan trọng là nhớ mang bao tay. À, cái nhà nãy giờ đi lấy củi lấy đồ ra nhớ bao tay giùm em. Bắt đầu mình đè nó ra cho nó dẹp ra thành hình vuông, càng vuông thì càng đẹp ạ. Dạ. Yeah. À, các anh em, các nhà ông hàng xóm có thể hỗ trợ bên này. Ông hàng xóm hỗ trợ. Các ông hàng xóm chúng ta có thể hỗ trợ. Dạ, có từ từ, có cái đậu xanh, có từ từ con. Dọn một xíu con. Không phải. Đậu xanh thì con để lên cái giữa cái đòn bánh mà khi mình căng cái đòn bánh nó thành vuông rồi đó. Dạ. Đó. Để cho con căng lại như vậy. Coi đậu xanh thì để khoảng bao nhiêu cô? Để con nửa chén thôi. Nửa chén lớn. Nửa chén nhỏ đó con. Nửa chén nhỏ. À, nhà mình ơi, sau khi chúng ta để nếp vào, chúng ta cán ra cho nó dẹp. À, cứ đợi con một xíu nha, cứ từ từ thôi nha. Cái ra cho nó dẹp và thành hình vuông. Thì chúng ta bắt đầu để đầu xanh lên nè. Đầu xanh chúng ta chỉ để khoảng nửa chén nhỏ thôi à. Đúng rồi, để nửa chén nhỏ. Nhưng mà đậu xanh chúng ta để nửa chén nhỏ, sau đó chúng ta mình làm cho thành một cái hình dọc. Một cái hình chữ nhật dọc ở giữa cái hình vuông đó. Đúng rồi, con gái, hay quá con gái. Con gái của nhà số mấy nha? Số 4, con gái làm đúng á. Con gái làm rất đẹp con, tuyệt vời. Ai à, chú ăn miếng bánh đó nha. Rồi hết vui luôn. Nói gì hết vui, mới khen người ta nãy giờ ta khen quá trình giờ kêu không. Rồi. Nhà mình ơi, cái phần đậu xanh đã xong chưa ạ? Ừ, dạ cô từ từ cô nha, chờ con một xíu nha. Chờ con một xíu nữa. Chữ nhật rồi, bắt đầu đặt miếng thịt lên hả cô? Dạ, cũng như mà để nửa cái để như vậy rồi mình bỏ miếng thịt lên để sạch thịt luôn. À. Sau khi bỏ đậu xanh rồi, chúng ta vui lòng lấy cái miếng thịt đó để nằm lên cái đậu xanh. Dạ, lấy cái miếng thịt đó nằm dài lên cái miếng đậu xanh.
sau đó lấy một ít đậu xanh. À khoan, miếng thịt để nằm ở đậu xanh chưa ạ? Rồi tới cái gì nữa cô? Chừa chỗ cho ba miếng hột vịt cũng nằm dài theo cái miếng đậu xanh. Ba miếng hột vịt xong rồi mình lấy một ít đậu xanh mình phủ lên trên. Dạ xong rồi chờ xíu. Xong rồi chờ xíu. Dạ. Ok chưa ạ? Các nhà ơi, mình làm xong công đoạn bỏ trứng lên chưa? Ba miếng hột vịt. Rồi. Dạ gói nha. Dạ gói. Bắt đầu. Bắt đầu gói nè nhà mình. Nhà mình ơi, nhìn xem cô gói ạ. Rồi ấp lại rồi nè. Cái tay mình siết chặt căng vô. Cái đó là cái chú ngon gói đó là gói đặt rồi. À, có ai ở dưới chị anh ơi, này nè. Anh ơi, à, mình đứng ngoài hai bên dùm em để còn ở đằng dưới á. Chị, dạ, chú này nè. Chú nào à, chú nào? Chú này hả cô? Ừ. Có thịt thuộc về cho mày chưa? Ừ. Có rồi, có rồi cô. Không có thật miếng lá. À, miếng lá xài. Có thật miếng lá. Con giữ cái gì giùm con nha, nhà mình nhìn, cô đang lấy một đoạn đó, con giữ cái gì từ từ con. À, chúng ta sẽ lấy, sau khi chúng ta làm đúng rồi, đó, dạ. Sau khi chúng ta lấy một sợi dây chúng ta buộc ở giữa để tránh trường hợp lá bung ra thì chúng ta sẽ bắt đầu là bẻ gập một cái đầu lá. Và cái đầu bẻ gập này mình đặt xuống dưới đất. À, đặt đứng á, xuống dưới đất. Các anh em hỗ trợ chúng ta mình coi. Hướng dẫn, coi. Hết đó, từ từ thôi. Cái đầu bắt gập là bên đỡ nè. Đó này con cứ rút cái tay này lại cho nó bằng nè, bằng nha. Đó, bằng cái bắn mình, cái này á là cô đỡ qua. Em đỡ qua một em. Đỡ qua nè, cái ọc gì là cô bẻ hai cái đầu này xuống nè. Thì cái đoạn bắn của mình nè, nó bằng cái ít nhà nước nó không vô được. Đó. Em bấm qua là. Rồi bắt đầu lấy lá bầu. Đó, để lên. Nhìn đây, lấy một miếng nữa bọc lên. Đúng. Lấy ra một miếng nữa bọc lên nè. Nãy cô có để cho thun ở đây cho mấy nhà làm cho dễ hơn cô mà. Đây nè, làm cái này là tại vì mấy nhà không biết làm á thì để cho thun nè, tặng cho để vô gì nè. Cho nó mau còn với cô ấy bằng dây. Anh là chỉ cho mấy nhà mấy cái làm cho nó dễ. Khi mà mình bẻ gốc ở dưới rồi á thì cái gốc trên á mình sẽ dòm cho ngay cái vuông này nè. Anh coi cái sóng này nè, nó ngay nó động nó bằng nè. Cố từ từ coi tới đây, tạm thời tới đây đi con, tạm thời tới đây. Rồi tạm thời tới đây. À, cô nói lại giùm con cái công đoạn bắt đầu là từ lúc đó là một số người là đang còn mới cuốn thôi. Cũng như là khi mà cô đã làm xong cái đất rồi, làm xong cái đất rồi, rồi bắt đầu á là bẻ lên cái phần hai. Phần hai thì phải cái tay mình bẻ là mình phải vuốt ngay, mình dò ngay cái đường thẳng cái vuông này xuống nè. Đó, rồi bắt đầu mình thấy gốc cây luôn, bẻ ngay nè con nè. Đó, vậy là cô bẻ qua nè, rồi nó ngay nè. Con bẻ lại nè, đó. Rồi nó ngay cái đường này luôn. Rồi bẻ lại nó ngay nè. Cái con nó giúp chỉ cho con. Đúng vậy kìa. Đuổi cái đoạn bột dây cũng quan trọng lắm á. Đoạn bột dây nè, cái nhân cái hồi nãy đó là bịch con mấy cái như nhà đó. Còn không biết tôi làm ao, còn như mà như cô có ở trời, cô phải có bằng cái lời. Chị thấy nhìn trong chú hiểu không chị? Hiểu không? Ok. Đó, vậy là. Và cái đoạn bánh của mình cái này nó chắc hơn cái mấy cái nhà mà tôi mới làm thì dây cung thì nó không có bằng. Nhưng mà mình chỉ ta thì hẳn cỡ chưa có mau không, nhưng mà chỉ mới quá cái dây rồi thì nó khó. Cho là phù hợp vậy thì mình giỏi mấy cậu bắt đầu mình giỏi cho nó dễ đi. Cây lá. Là cây gì con? Cây lá. Cây lá. Là dây của lá. Cây lá. Cây lá. Dây lá. Dạ nhà mình ơi, nhà mình đã bước vào giai đoạn là cột chưa ạ? Cột dây lát chưa ạ? Dạ cô, ở đây cô Loan đang bắt đầu bước vào giai đoạn cột dây lát đó nhà mình. Dạ. À, em anh lưu ý với lại gia đình, một số gia đình chẳng hạn gia đình anh Lúc ạ. Anh chị ơi, anh chị đang làm bánh tét chứ không phải làm chả bò anh chị ơi.
Yeah. Anh chị lưu ý giùm em à, coi chừng lộ cái chương trình đó. À, chả bò đó là hẳn làm giùm em nha. Này mình tây là bánh tét anh chị ơi. Anh Quốc nãy giờ quay đủ anh Quốc. Nói cho em coi là em nghiên cứu lại không bẻ đầu bánh nha. Vâng thưa quý vị, qua phần gói bánh chúng ta có thể nhìn được tính tình của từng thành viên một. Có người chúng tôi dặn chỉ để 3 miếng trứng, anh ấy cố tình bỏ vào 6 miếng ăn trứng. Mình quán dê thì mình phải để ra cái nhựa trên đường sóc này nè. Đó là từ nữa là bánh thành nó mới đẹp. Em ngoài lề xíu chứ tội nghiệp ông anh em đứng rồi. Gia đình mình nhìn qua bên này giùm em à. Ừ, ông anh em một mình ổng đứng ngồi canh thái nồi lửa nãy giờ kìa. Không nói tiếng nào, nhìn mắt buồn vời vợi không, giống mới thất tình luôn á. Đó, ông anh em kìa. Đó, đứng chống gậy, đứng ngồi canh thái nồi lửa kìa. Chị Hoài đưa tới trên này. Mà khi chị nào tới đây gia đình hay buộc mút gói đầu nha. Đại nghệ dây mình không được, còn bắt mình nó bị trong nước. Một dây mình nhau. Vâng thưa quý vị, nhà nào mà chúng ta còn đang gặp hỏi rằng mà mình ăn cái đâu đó thì mình lăn chân gì cái đó chưa, với nội cần chuột rồi cái tết nhất là gói mà có bao giờ mình coi đâu à. Mình đi chơi rồi mình đâu có phải bếp nút rồi. Vâng thưa quý vị, và một lần nữa nha. Anh nhưng hận cách đốt vô á. Anh dạ, anh bán chả giò phải không? Mở ra hết đi rồi, chỉ luôn cà. Dạ, nhìn. Dạ, các anh chị à. Khi chung mời các chủ nhà chúng ta có thể lên đây trực tiếp chứng kiến cái phần cột. Đây là nó quan trọng lắm nhà mình. Để cái đòn bánh ra nhìn rõ được đầy đặn. Nó không có nhặt đúng. Nó bị nông nước, nữa bánh mình nó dẻo. Còn con cột mà nó không chặt tay mà nó không dẻo. Đã thì đòn bánh mình nữa nó bị dẻo không dẻo. Mà nó bị nông nước khi mình hấp á. Vậy là phải bỏ cái mặt lạc đầu tiên ra. Đúng rồi. Lạc đầu tiên trột để cố định thôi. Ấn như cái hạng đó, nó cắt cái lát vô. Cái này như vậy, cái này quá rồi phải không? Cái này con phải dựng luôn. Đó, nó không có bị ruột nữa, hấp mình chỉnh nó không có bị ruột ra. Đó, rồi nó còn tới nó cục cút. Vâng thưa quý vị, giai đoạn cột dây lạc dường như là giai đoạn khó khăn nhất và nó hơi khăn. Vâng thưa quý vị, mỗi thành viên chúng ta có thể làm 2 đòn bánh để chúng ta sử dụng trong 1 tuần. Bởi vì sau khi đi du lịch đợt này về chúng ta sẽ không có cơm mà ăn đâu. Ăn là bánh tét thôi, 2 đòn bánh tét ăn trong tuần đó. Vâng thưa quý vị, và bây giờ quý vị chúng ta trong cái này, đây là trong khi
quý vị chúng ta làm, chúng sẽ hướng dẫn cách đánh dấu. Tại vì có gia đình, có thành viên đã làm xong đòn bánh tét đầu tiên rồi, thì các anh em hỗ trợ các ông hàng xóm, chúng ta vui lòng hướng dẫn thành viên đó cách đánh dấu. Đánh dấu mỗi nhà như vậy chúng ta có một màu. Dạ. Từ nhà số 2, nhà anh 2 tới nhà anh 6 là chúng ta có 5 màu khác nhau. Dạ. Và lặp lại nhà anh 7 tới nhà anh Úc cũng có 5 màu. Vì vậy mỗi nhà chúng ta sẽ sử dụng một cái màu riêng của nhà mình để chúng ta cột vào chiếc bánh. Yeah, giỏi. Xin nhắc lại, để làm dấu chiếc bánh là của nhà nào, chúng ta sẽ sử dụng cái màu đặc trưng của nhà mình. À, mỗi nhà hiện nay đang nhận là 2 sấp dây ni lông đúng không ạ? Thì có một sấp dây là chỉ có một màu mà thôi. Thì chúng ta sẽ dùng cái sấp dây một màu này xem như là màu đại diện, để biết được cái bánh này là của nhà mình, là của nhà mình. Đây, Thảo đưa bánh ở đây một màu. Còn cái sấp dây mà nó có nhiều màu là chúng ta dùng để làm dấu xem cái bánh đó là của người nào, quý vị nha. Dạ. Lưu ý cái sấp dây mà chúng ta cột để biết được cái bánh là của nhà nào, chúng ta sẽ cột ở giữa đòn bánh. Nhắc lại, đúng ở giữa đòn bánh. Còn cái dây mà cột để đánh dấu được là của người nào làm, chúng ta cột ở đầu đòn bánh. À, quý vị chúng ta mình nhớ là chúng ta vui lòng là đánh dấu cái đòn bánh tét mà tự tay chúng ta làm ra. À, bởi vì đây là thời buổi mà nam nữ bình đẳng với nhau. À, ai làm người lấy thời gian, không phải ăn dùm đâu các chị. À, chúng ta nhớ đánh dấu các chị nha. Vâng, xin nhắc lại quý vị chúng ta nhớ là chúng ta đánh dấu đòn bánh mà chúng ta tự làm để biết được bánh này là của nhà nào và của người nào làm. Để chúng ta chưa biết đánh dấu, chúng ta vui lòng liên hệ với lại các ông hàng xóm, những ông hàng xóm hỗ trợ gia đình mình. Đậu bánh nó nhẹ mới ngói luôn á. Chú ơi, chú ơi, sáng sẽ bắt đầu sao không có, chú sáng nó rồi sẽ bắt đầu.